Son son, phấn son, phấn son, đánh phấn son, đánh phấn son. Thực ra các em chỉ cần đến đánh phấn son thôi. Thì lưu ý ở đây là mình thấy là những cái này nó sẽ lặp đi lặp lại hai lần. Son thì thêm lần nữa nhá. Phấn son thì lặp lại thêm lần nữa. Đánh phấn son sẽ lặp thêm lần nữa. Được chưa? Đấy, nó theo cái lặp như vậy. Sau khi viết như vậy thì bắt đầu bước số 3. Bước số 3 là ta sẽ đi điền số thứ tự lớp ở đằng trước. Lưu ý là S thì chạy từ 1 đến 7, đúng không? P thì chạy từ 2 đến 7, D thì chạy từ 3 đến 7 và F thì chạy từ 4 đến 7. Vậy tại đây ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhá. P này, 2, 3, 4 này, D này, 3 này, 4 này. F không quan tâm lắm tại vì ít khi phải làm. Sau đó ta sẽ điền electron vào các phân lớp. Bước 4, điền electron vào các phân lớp theo thứ tự là tràn đầy, đầy rồi đến tràn, sorry, thứ tự đầy tràn. Nghĩa là electron ở cái phân lớp trong nó phải đầy thì nó mới tràn sang cái electron ở phân lớp tiếp theo. Được chưa? Đấy, đấy là các bước nha. Bây giờ chúng ta vào luôn. Ví dụ số 1 luôn. Ví dụ số 1 cho các nguyên tố sau. Viết cấu hình E nguyên tử của các nguyên tố trên. Cho các nguyên tố sau, viết cấu hình E nguyên tử của các nguyên tố trên. Carbon C Z bằng 6, các bạn viết với thầy nhá, ta sẽ có là gì ạ? Son, son, phấn son, phấn son. Đúng không? Điền à? S tối đa. Lưu ý là đây bước 4 là S thì tối đa chúng ta là 2 đúng không? P tối đa là 6, D tối đa là 10, F tối đa là 14 nhá. Vậy này S tối đa là 2 này. Mà đây còn có 6 thôi, 6 trừ đi 2 cộng trừ đi 2 thì còn 2 nữa thôi. Vậy đến đây là dừng. Ok chưa? Vậy là 1S2, 2S2, 2P2. Đây là cấu hình E của thằng S, của thằng C. Ok chưa ạ? Rất là dễ nhá. Tiếp tục ạ, sang thằng F. F Z bằng 9 đúng không? F Z bằng 9 đúng không? Vậy tương tự ta sẽ có là gì ạ? Son, son, phấn son, 2, 2. Thế là 4 rồi. 9 trừ 4 còn 5. Vậy P là 5, chưa tối đa. Thế dừng lại đây. Vậy ta sẽ có là gì ạ? 1, 2, 2, 1S2, 2S2, 2P5. Rất là dễ. Tiếp tục đến MG. MG nhá. MG Z chúng ta là 12. Vậy ta sẽ có là gì ạ? S, son son, phấn son, điền E này. 2, 2, 6, 10 nhá. 2 nữa nhá, thế là đủ 12 nhá. Vậy ta sẽ có là 1, S chạy từ 1 đến 7. 2, 3, P2. Cấu hình E của MG là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Rất dễ. SI, Z bằng 14. SI, Z bằng 14. Son, son, phấn, son, phấn, son. 2, 2, 6, 10 rồi. 12 này, thêm 2 nữa là đủ 14. Đúng không ạ? Vậy ta sẽ có câu nghe nó là gì? 1, S chạy từ 1 đến 7. 2, 3, P chạy từ 2 đến 7. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Đây là cấu hình của SI. Câu K, potassium, Z bằng 19. K, Z bằng 19. Son, son, phấn, son,
phấn, son. Được chưa? 2, 2, 6, 10 nhá. 2, 6, đây là 18 nhá. Đúng không? 18 phải cộng 1 bằng 19. Vậy S này là 1 nữa. Rất dễ. S chạy từ 1 đến 7. 1, 2, 3, 4. P chạy từ 2, 3. Được chưa? Vậy đây là cấu hình E của anh K. Potassium 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Rất là dễ nhá. Thế bây giờ ý B này, xác định số lớp electron. Số lớp electron người ta quan sát nhìn nhá. Thầy chỉ cho này. Lớp số 1, anh C là lớp số 1. Đây, số 2 lớp số 2, vậy anh C có 2 lớp. Tương tự như vậy anh F này, lớp số 1, lớp số 2, anh F có 2 lớp. Tương tự anh MG là lớp số 1, lớp số 2, lớp số 3, MG có 3 lớp. Tương tự anh SI này, lớp số 1, lớp số 2, lớp số 3 và anh SI chúng ta cũng có 3 lớp. Và tương tự anh K là lớp số 1, lớp số 2, lớp số 3, lớp số 4, anh này có 4 lớp. Nhá, tổng cộng. Rất là dễ, các bạn phải lưu ý nhá. Phân biệt giữa lớp và phân lớp. Được chưa? Lớp là cái số đứng đằng trước ấy. Phân lớp là cái chữ. Số E lớp ngoài cùng của nguyên tố trên. Đề bài hỏi số E lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng là lớp to nhất. Được chưa? Đây lớp ngoài cùng của anh C. 2S2P. Cái thằng đã có 2. Số lớn nhất đứng ở ngoài đầu thì đó là lớp. Đúng không? Thì đây lớp ngoài cùng là lớp to nhất rồi. Và anh C thì có. Trong lớp số 2 thì nó sẽ có bao nhiêu? 4E. Đúng không? Vậy 4E ngoài cùng. Tương tự như vậy anh F chúng ta. Đây lớp to nhất là lớp số 2. 2 cộng 5, 7. 7E ngoài cùng. Tương tự như vậy anh MG, lớp to nhất nó không còn lớp số 2 mà lớp số 3 chỉ có 2 thôi. 2E ngoài cùng. Anh SI lớp to nhất lớp số 3 chỉ có 2 cộng 2 là 4 thôi. 4E ngoài cùng. Và cuối cùng anh K lớp to nhất lại là lớp số 4. Vậy nó sẽ có 1E ngoài cùng. Rất là dễ nhá. Ví dụ số 2 ạ. Viết cấu hình E đầy đủ các nguyên tố trong trường hợp sau. A nhỏ là cấu hình E ngoài cùng là 3S1 thì mình sẽ có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 thì chỉ có 1 anh thôi. Ý B cấu hình E lúc ngoài cùng là 4S1 thì mình sẽ có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 là 1 anh. Anh này có Z là bằng 19 đúng không? 10 này. Đây đúng 19. Anh thứ hai nhá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. Đúng không ạ? Anh này sẽ có Z là bằng, đây là 18 này, cộng 6, Z bằng 24. Đấy, và còn một anh nữa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, sorry, 3D9, 3D10, 4S1, đúng chưa? Anh này có xếp là 10 này, 20 này, 29. Vậy riêng mà cái anh mà có hình E lúc ngoài cùng là 4S1 thì mình sẽ có là 3 anh nhá. Ý C ạ. Tổng số E trên phân lớp S là 7. Tổng số E trên phân lớp S là 7 thì mình sẽ có S2 này, son, son, phấn, son, phấn, son, đúng không? Đây đủ 7 chưa? Giờ điền này. P này là 6, P này cũng 6 nữa, đúng không? Điền là 1, 2, 3, 4. P chạy thứ 2, 2, 3. Được chưa? Và anh này mình sẽ có là 10 này, 18 này, 19 này, Z là 19. Thì có số E trên phân lớp S là 7. Ý D. Nguyên tử A có số E phân lớp S gấp đôi số E phân lớp 3D. Câu D này hay. Số E phân lớp S gấp đôi số E phân lớp 3D. Thế bây giờ mình sẽ có trường hợp số 1. Bạn lưu ý rằng là số E phân lớp 4S nhé, gấp đôi số E phân lớp 3G. Thế bây giờ 4S mà có 1E
thì 3G có 0,5E, loại chưa? Loại. Trường hợp 2, 4S có 2E, suy ra 3G có 1E. Đúng không? Đây 4S này, số E phân lớp 4S gấp đôi số E phân lớp 3G. Vậy mình sẽ có câu hình E. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3G1. Đấy, đây là câu hình nhanh này. Ok nhá. Xong xem luôn. À, ví dụ 3, nguyên tố A có quỳnh E ở lớp ngoài cùng là 4S1, nguyên tố B có phân lớp electron cuối cùng là 3P5, biết có quỳnh E đầy đủ của A và B, xác định tên của A và B. Thế thì thằng A này nó sẽ có rất nhiều trường hợp này. Thằng B có phân lớp E lớp cuối cùng là 3P5, vậy thì mình biết là thằng B trước. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Đúng chưa? Thì thằng B này nó sẽ có Z là bằng 10 này, 17. Z bằng 17. 17 x 2 thì bằng 34, 34 gần bằng 35,5. Nên suy ra 35,5 là nguyên tử khối của Cl. Vậy B là chlorine Cl. A có hình E lúc ngoài cùng là 4S1. 4S1 chúng ta có 3 trường hợp. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Anh này thì có Z bằng 19. 19 x 2 bằng 38, 38 gần bằng 39. Vậy A có thể là potassium K. Trường hợp số 2 là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. Anh này có Z bằng 24. Z bằng 24 thì A là chromium Cr. Trường hợp số 3 là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Anh này có Z bằng 29. Nên A là copper Cu. Được chưa? Những cái này các em mở bài tập các em check là thầy nhá. Cứ check đã. Còn lại thầy ra đọc nhanh được như vậy tại vì thầy làm nhiều thì nhớ nhá. Câu 26 ở phần bài tập về nhà, cho câu hình E nguyên tử các nguyên tố sau, dãy câu hình E các nguyên tử nguyên tố kim loại là kim loại. Thế thì cái chỗ này là cái câu 26 này nó phải tương ứng với lại việc là chúng ta phải học sang dạng 2 rồi. Thế để thầy dạng 2 thì chữa nhá. 27. Câu hình E nào sau đây là không đúng? Cấu hình E nào sau đây là không đúng? Thì cấu hình E không đúng sẽ là 1S2, 2S2, 2P5 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 mà sang 4S là sai. Sai là gì? Được chưa? Câu 28. Khi nguyên tử chlorine nhận thêm 1E thì cấu hình E của ion tương ứng là, thế bên mình viết Cl đã, Z17 đã, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 đúng không? Nó nhận thêm 1E. Thì 1E nó sẽ vào là thành gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? Dễ ạ. À? Đáp án đúng là đáp án D. Cấu hình E nguyên tử ở trạng thái cơ bản nào là đúng cho nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16? Mình sẽ có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 10, 3P4 đúng không? 16 đủ rồi. Vậy là 1S2P6, 3S2, 3P1B. 30, cấu hình E của Cu. Cu nhá, Z bằng 29 này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1. Được chưa? Đây là câu nghe của Cu. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Nhá. Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em biết là tại sao là cấu hình nghe của thằng Cu như này. Đấy, các bạn lưu ý. Tại sao như vậy? Thế bây giờ mình sẽ quay trở lại cái việc chúng ta viết ý. Son, son, phấn son, phấn son, đánh phấn son. Được chưa? Điền nghe này. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20 nhá. Đúng chưa? Đây là 3D9 này. Được chưa? Thế là đến đây.
S chạy từ 1 đến 7, 1, 2, 3, 4, P chạy từ 2, 3, D chạy từ 3. Đấy, viết lại câu hình E thì đáng nhẽ phải là, viết lại câu hình E đáng nhẽ phải là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Mình phải đưa các lớp về cùng với nhau mà. Đấy, thế bây giờ mình xét cái thằng 3D9, 4S2 này thì sẽ vẽ cái phân mức năng lượng ra, thì vẽ cái ô lượng tử ra cho các em nhìn. 3D9, đây là con 5, đây là con 5 mô, thì chia thành 5 mô cho đẹp. Đây là con 5 mô, 1, 2. Em vẽ này mỏi tay lắm, thôi vẽ đường thẳng, đường thẳng chia cho nhanh. 5 mô, 1, 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, dư mất cái rồi. Bây giờ xóa thì đây thì xóa này đi. Vẽ cái đường thẳng này. Đây có 5 nhá. S chỉ có 1 ô thôi. 1 ô vẽ tay luôn. 3D9, 4S2. 3D9 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4S2 này. Được chưa? Thế bạn nhìn thấy như thế này, cái câu chuyện này nó rất đơn giản thôi. Em tưởng tượng đây là một cái nhà mặt phố, để dãy nhà mặt phố có 5 cái nhà to đoạn, đúng chưa? Nhà thứ nhất này, hướng lên là con trai, hướng xuống là con gái, đúng không? Cái này trong sinh học đứa nào cũng biết rồi. Một đôi vợ chồng này sống hạnh phúc, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, còn riêng duy nhất còn một thằng này. Thằng này là độc thân. Thằng này độc thân đánh ra nguy hiểm. Nguy hiểm tại sao? Tại vì các cái đôi này đều đi làm, đúng không? Đi làm nhá. Thế nhỡ thằng này nó mà nhảy sang phát thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, nên phải cẩn thận với cái thằng này. Thế còn tiếp tục này, sang bên anh này, xa xa giữa cánh đồng hoang vu thì lại cũng có một cặp đôi vợ chồng trẻ, đúng chưa? Ở với nhau như thế, cánh đồng hoang vu, cánh đồng hoang vắng ấy. Thế thì cái anh này này, anh này là nhà mặt phố, giàu, nhiều tiền. Thế mà anh ấy sống cô đơn mãi như này không được. Mà bọn này mà để thằng này sống một mình cô đơn thì nó rất nguy hiểm với vợ của mình, nó dễ tòm ten. Thế phải bày kế. Bày kế làm sao? Là câu cái vợ thằng này sang này, ở với thằng này, để nó bền vững. Được chưa? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, như thế này bền vững này. Ba D 10, 4S1. Được chưa? Thì đây được gọi là trạng thái bão hòa. Thì trạng thái này nó bền hơn. Nó bền hơn, nên nó sẽ tồn tại. Còn trạng thái này kém bền, nên nó sẽ không tồn tại. Được chưa? Và đây là trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp đặc biệt này nó chỉ xảy ra với thằng CUZ bằng 29. Đấy, thì các bạn phải nhớ cái này nhé. 3D9, 4S2 chuyển ngay tức thành 3D10, 4S1 nhé. Lưu ý anh này. 31 là nguyên tử, nguyên tố học A, Z bằng 20 thì có câu hình E lúc này cùng là. Thế mình phải viết câu hình E thôi là sao? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 10, 18. Vậy đây là 4S2 và 20 luôn. Vậy câu hình E lúc này cùng là 4S2. D. Ok luôn, ấm luôn nhá. Từ câu hình E thì mình có thể suy ra được nó là nguyên tử kim loại, kim, phi kim hay á kim. Cái này là suy luận thôi nhá, quy tắc kinh nghiệm thôi. Một ra mã, phương pháp giải. Các bạn lưu ý ạ, thứ nhất, bước 1 là mình phải viết được câu hình E. Bước 2 là mình sẽ đi xác định số E lớp ngoài cùng
Được chưa? Nếu mà nó bằng 1, 2 hoặc 3 thì nó là kim loại. Nếu nó bằng 5, 6, 7 thì thường nó là phi kim. Với những cái thằng mà có số lớp nhỏ. Số lớp nhỏ. Còn số lớp to thì chưa chắc đâu nha. Nếu nó bằng 4 thì nó có thể là kim loại. Nó có thể là phi kim. Và hoặc có thể là kim loại, có thể là phi kim. Có thể là kim loại. Với số lớp nhỏ thì nó là phi kim. Còn với số lớp to thì nó là kim loại. Nhưng mình yên tâm, ít khi hỏi lắm. Ít khi hỏi bằng 4 lắm. Mà nếu 4 mà hỏi về số lớp mà có 1 lớp, à, có 2 hoặc 3 lớp thì nó là phi kim. Nhá. Nếu mà bằng 8 thì nó là khí hiếm. Đấy, có vậy thôi. Đây là câu chuyện chúng ta rất đơn giản. Viết câu hình E và đi xác định số E lúc ngoài cùng. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái việc chúng ta đi xác định số E lúc ngoài cùng rất quan trọng. Nhá. Ví dụ số 4 này. Câu hình E nguyên tử biểu diễn theo O orbital của các nguyên tố này. Magnesium Z12, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 thầy biểu diễn nha. 1S2 này, 2S2 này, 2P6 3O này. S2 này. Đấy, thầy biểu diễn theo ô nguyên tố cho các em. Nhá, thực ra đây là vẽ này là vẽ theo thường, còn lại vẽ chuẩn hơn thì các cái ô đằng sau này cao hơn các ô đằng trước một chút nhá. Bây giờ mình xác định này, số E lúc ngoài cùng. E lúc ngoài cùng. Của anh magnesium đây là bằng 2. Suy ra nó là kim loại. Được chưa? Rất là dễ thôi. Nhá. Giờ mình sang potassium. 19. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S1. Được không ạ? Giờ thầy biểu diễn này. Giờ biểu diễn chuẩn này. 1S2 này. 2S2 cao hơn tí này. 2P6 cao hơn một tí này. 3S2 cao thêm một tí này. 3P6 cao hơn một tí này. 4S1 này. Vậy số S ở ngoài cùng của nó là 1. Nên suy ra nó là kim loại. Được chưa? Carbon Z bằng 6. 1S2, 2S2, 2P2. 1S2 này, 2S2 này, 2P2 này. Vậy số E lớp ngoài cùng của anh này là bằng 4. Đây là 4. 4 mà số thứ tự lớp nhỏ. Đúng chưa? 4 mà số thứ tự lớp nó nhỏ. Đây. Lớp nó có 2 lớp thôi. Nên dẫn đến nó là phi kim. Đấy chưa? Rất là dễ nhá. Ví dụ 5. Chlorine. Ví dụ 5. Chlorine Z17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, đúng không? Viết câu hình E nguyên tử chlorine cho biết tại sao chlorine là phi kim.
Đấy, thế bây giờ mình sẽ có viết câu nghe này. Số e lúc ngoài cùng là 7. Dẫn đến nó là phải kì. Xong rồi. Ví dụ 6 ạ. Ví dụ số 6. Thì chữa luôn. Câu hình e nguyên tử dưới dạng o orbital của các nguyên tố trên được xác định số e trong độc thân của từng nguyên tố. Đầu tiên n này. Z bằng 7. 1s2. 2s2. 2p3. Ô nguyên tố nhá. 1 này. 2 này. P này. 3 thằng này phải ưu tiên số độc thân là nhiều nhất. Dàn trải ra. Được chưa? Vậy anh này sẽ có 3 e trong độc thân. Và số e lớp ngoài cùng của nó là 5. 5 e ngoài cùng. Dẫn đến nó là phi kim. Được chưa? Dễ chưa? Z bằng 12 này. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. Được chưa? O này. 1s này. Đáng nhẽ nó phải chênh nhau một tí như này này. Thầy thường hay viết là trên cùng một dòng. 2p này. Bài S2 này. Vậy là không có E độc thân. Ta có 2 E ngoài cùng. Suy ra nó là kim loại. Được chưa? Rất dễ. Nhá. AR. ARZ bằng 18. Một S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 1S2 này, 2S2 này, 2P6 này, 3S2 này, 3P6 này. Vậy là không nghe độc thân. Đúng chưa? Lớp ngoài cùng là lớp số 3 có 8 e. 8 e lớp ngoài cùng. Nên nó là khí hiếm. Nhá, 8 e lớp ngoài cùng nên nó là khí hiếm. CR nhá, Z bằng 24. CR Z bằng 24 này. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D 4S2 3D4. Đáng nhẽ là 4S2 3D4, nhưng các em non thầy vẽ nhá. Thầy chỉ vẽ cấu hình nghe, thầy chỉ vẽ điền vào ô lượng tử của phân lớp sát ngoài cùng và ngoài cùng thôi. 3D4 này. 1 2 3 4 5. Độc thân. Độc thân. Độc thân, độc thân. 4S2 ghép đôi, các em nghe thầy kể câu chuyện nha. Ở đây chúng ta đang có là 5 ngôi nhà liền kề. Và các em biết rồi, nhà liền kề thì rất giàu. Đúng không? Trong 5 ngôi nhà liền kề này thì có 4 chàng trai độc thân đang ở trong 5 ngôi nhà liền kề. Ok chưa? Nhìn ra xa xăm đấy, giữa cánh đồng hoang vắng thì có một cặp đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, mặn đồng hàng đêm có những đốm lửa phập phùng ở giữa cánh đồng đó. Thế còn thế thì các bạn sẽ hiểu được rằng là khi mà các bạn cô đơn ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng khi mà vào những cái buổi tối gió mùa đông bắc thổi thì khi mà gió mùa đông bắc thổi về thì ta sẽ thấy rằng là một cảm giác cô đơn nó tự nhiên nó trỗi dậy trong tấm lòng của chúng ta. Và bốn anh chàng trai độc thân này cực kỳ cô đơn này thì khi nhìn ra cái ngôi đôi nhà, cái ngôi nhà tranh giữa cánh đồng kia thì cảm giác thấy rất là thèm thuồng. Và khi họ thèm thuồng thì họ sẽ nghĩ ra những cái ý đồ nó khá là thú vị. Lần lượt từng anh, lần lượt từng anh đến rủ dê quyến rũ anh chồng nhá, ở cái ngôi nhà tranh này.
Đấy, đi anh thì rủ đi uống bia, anh rủ đi hát karaoke, anh thì rủ đi bán bia, anh thì rủ đi chơi game. Với mục đích là để cho anh chồng này dành nhiều thời gian bên bạn bè hơn và xa rời thời gian bên cô kia. Để làm gì? Để cho đôi vợ chồng này lục đục. Đấy. Thế khi mà đôi vợ chồng này lục đục ấy, đấy, thì sẽ có đến một cái ngày mà 4 ngày anh khiêu khích cái này. Ui, này sao tao thấy hai vợ chồng mày lấy nhau lâu rồi mà sao mai vẫn chưa có con nhỉ? Hay là vợ mày tịt, hay là mày có vấn đề? Anh ấy rất cay cú với câu đấy. Và thực ra thì nếu mà bơm một lần thì không sao đâu, nhưng mà bơm rất nhiều lần, lần nào gặp cũng bơm, thì nó sẽ trở thành vấn đề. Và có một ngày đẹp trời, trời âm u, gió thổi eo hút, trời mưa như ngày hôm nay, rất xấu. Anh chồng về mặt hầm hầm hầm, ngồi bắt ngồi mâm cơm đập bát bốp phát, để đập bát bốp phát, thế là nói vợ, thế là vợ tát vợ phát, thế là vợ buồn quá, thì đánh nhau to lắm. Thế bốn anh kia đứng ở cửa bảo thôi mày, khuyên ngăn can ngăn can ngăn đấy. Sau đó bảo thôi em ạ, ở gần chỗ khu nhà anh có một cái nhà nó còn đang bỏ trống, em có thể sang đây ở tạm. Thế là cô gái đó sang bên đó ở tạm. Được chưa? Khi mà ở tạm ấy, để cho với một mong ước là cái anh chồng này anh ấy sẽ dần dần hồi suy lại, dần dần bình tĩnh hơn và sẽ đưa con này về. Nhưng không có chuyện đó xảy ra. Mà hàng đêm cái anh này cứ gõ cửa đấy, 21 giờ gõ cửa, em ơi em đói không? 22 giờ gõ cửa, em ơi em khát nước không? 23 giờ gõ cửa, em muốn ăn vặt không? 24 giờ 00 giờ gõ cửa, em ơi em buồn không? Đấy, thế thì cô gái này tối nào cũng bị quấy rầy vậy, rất là mệt mỏi. Và cô ấy đưa ra một quyết định đi vào thần sầu, đó là sang Thái Lan chuyển rồi. Sang Thái Lan để trở về trạng thái bền vững. Và như vậy ta sẽ thấy rằng, và như vậy ta sẽ thấy rằng, ngay lập tức tụi này sẽ bị chuyển về trạng thái gì? Tụi này sẽ chuyển từ 3D4, 4S2 sẽ chuyển về 3D5, 4S1. Được chưa? Và đây là trạng thái bền vững. Và đây được gọi là trạng thái bán bão hòa. Đấy, đây là trường hợp đặc biệt. Tiếp theo nha, 3D4, 4D2 chuyển đến 3D5, 4D1. Và ta sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có bao nhiêu ạ? Nó tổng cộng có 6 electron hợp thân nha. Và số e lúc ngoài cùng của nó chỉ có bộ 1, 1 e lúc ngoài cùng. Và do 1 e lúc ngoài cùng nên suy ra nó là kim loại. Ok chưa?